Tại sao các ông lớn ngành thức ăn nhanh như KFC, McDonald's lại không có cách nào chen chân được vào thị trường Ấn Độ? Xem video này xong bạn sẽ có đáp án cho câu hỏi đó. Đây là một cửa hàng lâu năm chuyên chế biến khoai tây chiên. Từ người lớn đến trẻ con đều tham gia làm việc, vừa giảm chi phí lại có thể bồi dưỡng nhân tài từ sớm. Ông chủ cửa hàng đổ thùng khoai tây vào trong một cái máy làm sạch. Đừng nhìn nó còn bẩn hơn cả khoai tây mà chê. Thiết kế linh động, thiếu nắp thì ném cái rổ bên cạnh lên, thêm nước vào là chạy ngon lành. Tuy thiết kế có hơi đơn sơ nhưng quay một lúc xong nhìn khoai tây có vẻ sạch hơn nhiều. Anh kéo nó ra chuẩn bị dùng, tiếp theo anh muốn thử kiểm tra cái máy này nên đổ tiếp một thùng khoai tây trắng vào. Anh liên tục đổ nước vào để làm sạch khoai tây. Một lúc sau lông trắng hay đất trắng bên ngoài đều được rửa sạch hết. Tưởng anh chỉ dùng khoai tây mốc để thử máy rồi vứt đi thôi. Ai ngờ anh ta dùng số khoai tây này để chế biến luôn. Cậu bé này đang bận rộn bỏ từng củ khoai tây vào máy cắt. Đừng nhìn cậu gầy nhỏ như vậy nhưng lại rất nhanh tay, mới một lúc đã đầy xô khoai tây. Làm việc không ngớt tay, áp dụng định luật 3 giây. Khoai tây rơi xuống đất phải nhặt lên cắt ra ngay để diệt vi khuẩn. Sau khi cắt thành miếng xong, bọn họ sẽ mang khoai tây vào hai cái thùng to hơn trong nhà để ngâm. Không cần lo nhiều khoai tây như vậy, không bán hết thì làm sao, ngâm ở đây 3-4 ngày vẫn chế biến ngon lành. Dù sao thì cái gì dán lên mà chẳng thơm, mắt không thấy tim không đau. Sau đó ông chủ từ từ bỏ xô khoai tây đã được ngâm xong vào trong một cái nồi. Lúc này trước người mua đã đứng xếp hàng để chờ lấy được khoai tây chiên. Sau mấy lần dán đi dán lại, một mâm khoai tây chiên ra đời. Nhìn khuôn mặt của ông chú như đang nghiêm túc nấu ăn, đồng thời đuổi những người muốn ăn đi. Ông chú dùng tay gạt khoai tây đã chiên xong vào một cái chậu rồi bắt đầu bán. Ông sẽ theo tâm trạng đóng gói lượng khoai tây chiên mà khách hàng muốn mua. Bán từ sáng đến tối, bốc một chút bột cay sau đó lắc đều lên. Một tay cầm túi, một tay bốc khoai tây, còn nhận tiền thì bằng cả hai tay. Chỉ còn thiếu 99 năm nữa là cửa tiệm khoai tây chiên này sẽ có lịch sử lâu đời 100 năm. Và đây cũng chính là nghệ thuật thức ăn đường phố của Ấn Độ. Ông chủ tiệm đã mệt toát đầy mồ hôi, khách nhận khoai tây chiên xong cũng vội vàng rời đi. Mọi người đều chỉ là khách qua đường của nha, mọi người có muốn đến Ấn Độ thưởng thức thử không nào? Hôm trước xem thử ẩm thực Ấn Độ thì nay nghiện luôn. Tại sao ở Ấn Độ không có chuỗi cửa hàng ăn nhanh nào là lãi nổi? Xem video này xong bạn sẽ biết là tại sao. Người anh em này là chủ của một cửa hàng bán đồ ăn vặt ở Ấn Độ. Trước mắt cả cửa hàng này chỉ có một mình anh phụ trách. Mọi người cùng xem anh sẽ làm thế nào nhé. Anh đổ một rổ khoai tây vào trong cái máy làm sạch. Loại máy làm sạch tân tiến này cũng không phải rẻ. Sau đó anh múc một ca nước trong thùng bên cạnh đổ lên để máy làm sạch. Còn nói với phóng viên rằng chỉ cần một chậu nước là rửa sạch hết. Sau thời gian một bài hát, chậu khoai tây đã được rửa sạch, anh chỉ cần mở cửa lên là chúng sẽ tự nhảy ra. Anh lại đổ thêm một chậu nước vào đó để rửa lại lần cuối. Lần này anh chỉ dùng tay để rửa lại thôi. Sau đó anh xách một thùng khoai tây ra ngoài, đặt nó lên bàn làm việc của mình. Anh tiện tay cầm 5-6 củ khoai tây lên để sắt thành lát. Miếng khoai tây rơi dần xuống chảo, một lúc sau đã bị rán giòn lên. Chúng ta vòng ra đằng sau xem chi tiết động tác này của anh ta. Nếu mọi người có nhu cầu luyện tập thì về nhà thử xem. Mài đến lúc thấy xương là thành thạo ngay. Một lúc sau mười mấy củ khoai tây được nạo ra đã làm đầy cái chảo. Anh đảo vài lần xong thì thu hoạch mẻ đầu tiên. Anh lắc lắc vài lần, không chỉ có thể thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cũng có thể hút hết không khí xung quanh đây để tăng thêm hương vị cho khoai tây. Sau khi lắc vài lần, có vẻ như đã có thể vớt khoai tây ra. Sau khi làm ráo bớt dầu xong thì cho số khoai tây này vào một cái chậu nhôm. Nghe tiếng khoai tây rơi vào trong chậu là biết giòn rồi. Sau đó anh lại đổ số khoai tây đã chiên xong vào một cái chậu khác để đóng gói. Để đảm bảo sự an toàn của video, anh chàng cũng chú ý chút đến vệ sinh, đi kiếm đôi găng tay đeo vào cho an toàn. Vị thịt nướng hay phô mai gì anh đây cũng có thể cân được hết. Anh bốc một nắm lên rồi rắc vào chậu với động tác vô cùng thành thục. Đồng thời còn liên tục lắc cái chậu để bột phô mai có thể hòa lẫn vào chúng. Cuối cùng anh cầm lên lắc mấy cái, vậy là đã xong. Bạn có muốn ăn thử một gói khoai tây chiên như vậy không?